Guitar Lexus Nhật Hashimoto model G100 năm 1971. Bông gỗ rất là khít, rất là nhiều năm. Mặt tốt. Mặt hông, hông bên trái. Hông bên phải. Mặt lưng đàn. Cần đàn. Bộ khóa zin một bộ. Cần đằng trước. Cần trước có chỉ cần. Ok, em test âm thanh.